Chào quý bạn và các vị, và như tiêu đề của video, đây chính là bài mở hộp chiếc Vivo X-Note đầu tiên tại Việt Nam. Chưa thấy kênh nào mở hộp cái này cả. Thì các bạn nhìn nhá, khi mà các bạn mở hộp này ra, đây chính là chiếc Vivo X70 Pro Plus. Và tại sao nó lại ở đây, tí nữa các bạn sẽ biết. Mình có thể kéo cái dưới đáy này ra. À, trời ơi. Ui. Ui. Ui, trời 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 trời. Này, ôm phải đẹp vãi trưởng luôn. Ôm đẹp vãi anh em ạ. Này, ở mặt trong này nhá, nó sẽ hơi nhám nhám này. Còn ở mặt ngoài này thì nó sẽ là lớp phủ kiểu giả da ấy. Và bên trong thì như mình đã nói ban nãy rồi, chắc chắn là sẽ đầy đủ phụ kiện. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Ok, đến với nhân vật chính thì đây là chiếc Vivo X-Note. Và cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà cầm vào nó là nó cực kỳ to. Mặc dù là mình đã sử dụng cái chiếc Galaxy S22 Ultra rồi, nhưng mà mình cũng cảm giác là cái chiếc máy này nó to hơn hẳn so với S22 Ultra. Một phần là vì nó được làm bè ra, và một phần cũng là bởi vì cái kích thước màn hình của chiếc máy này lên đến 7 inch. Cái chiếc Vivo X-Note này thì đương nhiên là ở thời điểm hiện tại nó không được bán chính hãng ở thị trường Việt Nam, tương lai thì mình không biết. Vậy nên nếu như mà các bạn cũng muốn sở hữu một cái thiết bị phablet nó to như thế này thì các bạn có thể nghĩ sang cái chiếc Galaxy S22 Ultra. Vậy nên nếu như các bạn quan tâm thì có thể tham khảo đường link phía dưới phần mô tả và mua tại Cellphone S. Hiện tại thì giá của sản phẩm này là chưa đến 30 triệu đồng. Các bạn trừ quà đi thì giá nó còn rẻ nữa. Thì bạn nào quan tâm thì có thể click vào đường link bên dưới nha. Thế thì ban nãy tại sao mà mình lại lôi cái chiếc Vivo X70 Pro Plus vào đây? Thì thực ra theo như mình thấy, cái chiếc X-Note này nó chỉ là một cái phiên bản nâng cấp của X70 Pro Plus mà thôi. Như các bạn thấy, đầu tiên là chất liệu của hai cái chiếc máy này thì cơ bản là giống nhau nhá. Chúng ta sẽ có mặt lưng giả da đó và một cụm camera cực kỳ to. Nếu như mà trên chiếc X70 Pro Plus nó sẽ là một cụm camera theo dạng hình chữ nhật, thì ở trên cái chiếc X-Note này sẽ là một cái module camera làm theo dạng hình tròn. Nó không cân xứng lắm so với mặt lưng, nhưng mà đây vẫn là một thiết kế rất độc, rất đẹp và không thể thiếu được rồi, chính là cái logo của Zeiss. Tất cả những cái ống kính, những cái cảm biến này thì sẽ được tinh chỉnh bởi Zeiss để cho chúng ta có một cái chất lượng hình chụp tốt hơn. Cái phần được bao phủ cùng với cái camera này thì là nó sẽ là chất liệu gốm các bạn nhá, chứ không phải là kính bình thường đâu. Đây này, cái này ở trên X70 Pro Plus này cũng như là X-Note thì sẽ đều là gốm cả. À quên, ở trên chiếc X-Note này thì các bạn sẽ có luôn cả một cái phần cần gạt zoom y hệt như là trên những chiếc iPhone và trên những chiếc OnePlus. Thì bây giờ là Vivo cũng đang tích hợp nó vào cái chiếc X-Note này rồi. Bên cạnh đó thì Vivo X-Note thì cũng có màn hình lớn hơn so với X70 Pro Plus này, các bạn cũng biết rồi. Và cùng với một cái cấu hình khác, đó là Snapdragon 8 Gen 1. Còn nếu tất cả những thứ khác thì gần như là không khác gì so với cái chiếc Vivo X70 Pro Plus ở đây. Và hai cái màu sắc mình đang cầm trên tay đây, phải nói thực sự nó quá đẹp luôn. Cái cách vát viền cũng như là làm các cái cụm loa thì cũng na ná nhau các bạn ạ. Cái chiếc Vivo X-Note này có cái độ dày là 8,4mm và nó cực kỳ to. Ban nãy mình cũng đã chia sẻ cho mọi người, nhưng mà cái cảm giác cầm nắm của mình với nó thì nó rất là chắc chắn. Và cái điều làm cho mình bất ngờ ấy là nó rất nhẹ. Nhẹ cực kỳ luôn. Ngay từ lúc mà mình cầm cái máy này lên xong rồi mình tháo ra khỏi hộp, mình bảo ui sao quái, cái máy này làm từ giấy à. Mình có thể dễ dàng quăng quật nó như thế này và nó mang lại cho mình một cảm giác chắc chắn ý. Cũng có thể là từ cái chất liệu giả da như này, cầm thì rất là chắc tay. Về cái chất liệu da này nhá, thì như Tôm Tuấn có bảo là cầm thì chắc đấy, nhưng mà Tôm Tuấn không thích lắm bởi vì là nó sẽ dễ bị bám bẩn hơn, và cái việc mà vệ sinh nó thì nó cũng có cảm giác là như nào Tôm Tuấn? Không an toàn. Nó không an toàn các bạn ạ. Ví dụ như mà thức ăn hoặc là những cái gì nó bụi bẩn nó bám vào đây nhá, hoặc là vết bẩn chẳng hạn, thì mình sẽ phải dùng dầu mình cọ cọ đấy thì nó mới sạch được. Màn hình của Vivo X-Note sử dụng tấm nền E5 AMOLED của Samsung với cái độ phân giải là Quad HD Plus với tần số làm tươi lên đến 120Hz. Đặc biệt thì nó cũng có công nghệ LTPO và tỷ lệ màn hình là 21:10, độ sáng cũng rất cao lên đến 1500 nit, và để đảm bảo cho mọi người có thể nhìn trong mọi điều kiện vẫn có thể có một cái trải nghiệm ok nhất. Tuy nhiên là mình thấy cái màn hình này, cái mật độ điểm ảnh của nó không quá cao. Bên cạnh cái việc màn hình to đẹp ra thì các bạn sẽ cần phải chú ý một điều nữa. Thực ra cái này nó không liên quan đến cái màn hình lắm, mà nó chính là cái phần cảm biến vân tay của cái chiếc Vivo X-Note này. Bởi vì là nó là một cái cảm biến vân tay siêu âm, nhưng mà nó cực kỳ to các bạn ạ. Cái phần tiết diện của nó so với cái chiếc Galaxy S22 Ultra thì nó to hơn rất là nhiều. Cái vân tay siêu âm này, bên cạnh cái việc là nó có tiết diện cực kỳ to ra, thì nó cũng thượng đẳng ở một chỗ là khi mà chúng ta ép vân tay mới vào, các bạn chỉ cần dí đúng một cái thôi. Này. Xong. Rất nhanh, cực kỳ nhanh, nhanh khủng khiếp luôn. Và đặc biệt là trong quá trình mà mình sử dụng ấy, nếu mà mình có bấm lệch một xíu thì vân tay nó vẫn nhận diện được bình thường, nhìn này. Và cái tốc độ nhận diện của nó thì cực kỳ khủng khiếp. Đây là một thứ mà nó đã nâng tầm trải nghiệm của người dùng lên rất nhiều với cái chiếc Vivo X-Note này. Và mình cá là nếu như mình có được sử dụng cái chiếc máy này nhiều hơn ý, thì vân tay sẽ là thứ mà mình cảm thấy ok nhất. Chuyển sang phần mặt sau, với cái hệ thống camera có cái chữ Zeiss T sao quen thuộc của những cái chiếc điện thoại flagship Vivo. Và cái hệ thống camera này gồm có một cái camera góc rộng 50MP là camera chính với cảm biến Samsung GN1. Bên cạnh đó thì những cái camera khác từ góc siêu rộng này, camera tele thì đều có đủ cả. Nhưng mà ngon đến đâu thì ngay bây giờ sẽ là những bức hình chụp demo với iPhone 13 Pro.
Theo như mình thấy thì với góc thường trong điều kiện đủ sáng thì Vivo X Note cho chi tiết rất là tốt. Trong cái bức ảnh này thì khi mà mình zoom vào cái banner xa nhất, cái dòng chữ Brighton Việt Nam nó vẫn hiện lên rất là rõ. Còn iPhone 13 Pro nó sẽ chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi. Điều này thì phải kể đến cái sức mạnh về cái phần cứng mà được Vivo đầu tư rất mạnh, rất nhiều mà cái cụm camera này. Nói gì thì nói, chiếc iPhone 13 Pro nó vẫn chỉ trang bị một cái ống kính 12 megapixel thôi. Nên là cái chi tiết của nó khi mà các bạn zoom ra xa ấy, thì nó sẽ không thể tốt bằng so với chiếc Vivo X Note này được. Đặc biệt là Vivo X Note cho khả năng xử lý các vùng tối rất tốt. Ví dụ như là tấm hình này, các bạn có thể thấy là cái phần biển quảng cáo màu đen của Vivo ấy, nó chụp thì vẫn nhìn thấy khá là rõ. Tuy nhiên khi mà chuyển sang đến phần chụp chân dung thì Vivo X Note lại có cái màn thể hiện lép vế hơn. Các chi tiết trên mặt mình nếu như mà soi kỹ ra thì iPhone nó sẽ thể hiện tốt hơn nhiều. Ảnh góc siêu rộng của Vivo X Note thì cũng không ấn tượng, hình ảnh nó sẽ bị bệt đi và mất chi tiết rõ rệt so với iPhone 13 Pro. Chuyển sang đến phần quay phim và thu âm thì riêng cái phần này mình sẽ cho các bạn tự đánh giá nhé, xem là Vivo X Note ngon hơn hay là iPhone 13 Pro ngon hơn. Đây là trong lúc đang đi bộ rất bình thường. Đó. Và cả hai chiếc máy này thì đang được quay phim ở độ phân giải là 4K và 30 khung hình trên giây. Hãy cùng nhau thử chạy một đoạn nhé. Come on. Bên cạnh cái việc là có một cái thông số camera rất khủng như thế thì cái chiếc Vivo X Note cũng được trang bị một con chip xử lý hình ảnh riêng giống như là trên chiếc Vivo X70 Pro Plus, đó là con chip V1. Tuy nhiên là theo như tất cả những hình ảnh mà các bạn vừa xem ấy, mình chưa có test được chụp đêm do cái điều kiện là phải giả máy ngay trong ngày hôm nay. Nên là mình cũng không biết là chụp đêm thì Vivo X Note sẽ xử lý như thế nào. Về trái tim của cái chiếc Vivo X Note này thì như mình đã chia sẻ thì nó có Snapdragon 8 Gen 1. Phiên bản mình đang cầm trên tay đây là bản nội địa Trung Quốc, nó đang sở hữu là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Cái phần 8GB RAM này thì mình có thể mở rộng thêm khoảng 4GB RAM ảo nữa các bạn nhé. Và về cái những cái phần trải nghiệm chơi game của chiếc máy thì rõ ràng là mình chưa có quá nhiều thời gian để mình trải nghiệm. Nhưng mà ngay ở đây như các bạn thấy là mình đóng mở app các thứ này nó cực kỳ nhanh, nó nhanh kinh khủng luôn. Và Origin OS Ocean ở trên cái chiếc máy này nó mang lại cho mình cái cảm nhận là nó giống iOS cực kỳ luôn. Từ cái việc animation như thế này cho đến cái mức độ mượt mà của sản phẩm thì nó cũng rất là giống với cái hệ điều hành iOS. Nếu như mà được dùng cái chiếc máy này trong một thời gian dài thì chắc là mình sẽ có nhiều cái để nói hơn về nó. Và cuối cùng đi thì mình sẽ chia sẻ về phần thời lượng pin. Đây cũng là một cái phần nâng cấp so với chiếc X70 Pro Plus. Chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh, tốc độ sạc của nó là 80W, cục sạc thì đi kèm với hộp rồi, các bạn có thể yên tâm. Sạc không dây thì sẽ là 50W. Đây đều là những cái thông số vô cùng ấn tượng và chỉ tiếc mỗi một cái là cái máy này không được bán thị trường Việt Nam thôi. Những tiêu chuẩn khác của một chiếc flagship, ví dụ như là khả năng kháng nước và bụi bẩn IP68 thì đương nhiên là vẫn có trên Vivo X Note. Ở thị trường nội địa Trung Quốc thì giá của Vivo X Note là khoảng 21,5 triệu. Nhưng mà về đến thị trường Việt Nam, theo như cái anh chủ mang về cái chiếc máy này cho mình mượn ý, thì nếu như các bạn mua nhá, thì các bạn có thể mua được cái máy này với giá là 26 triệu đồng. Đây là một cái mức giá mà có lẽ là chỉ dành cho những người nào mà fan của Vivo thực sự là yêu thích cái sản phẩm này thì mới có thể bỏ tiền ra mua mà thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Vivo X Note với cái mức giá là khoảng 26 triệu đồng hàng sách tay như thế này? Thì các bạn thấy là nó có ấn tượng hay không? Hãy cho chúng mình biết bằng cách là comment ở phía bên dưới. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe Vật Vờ Studio vì chúng mình sẽ gửi đến cho các bạn những bài mở hộp, những sản phẩm cực kỳ độc đáo mà lần đầu tiên về đến thị trường Việt Nam.